Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Xin kính chào quý vị và các bạn. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang ở mức cảnh giác cao nhất do phạm vi gần 20 tỉnh thành dính dịch và biến thể siêu lây nhiễm mới. Rõ ràng dịch bệnh len lỏi vào tận phòng tuyến cuối là bệnh viện chuyên điều trị các bệnh nhân COVID-19. Vậy đâu là ưu tiên số 1 để đảm bảo thế trận chống dịch xoay chuyển đưa cuộc sống trở lại với trạng thái bình thường mới? Những thông tin này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin COVID-19 ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thành lập 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Các chốt này đặt trên các tuyến đường từ Hải Phòng nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và các tuyến quốc lộ qua Hải Phòng. Từ ngày 8 tháng 5, Đà Nẵng sẽ triển khai áp dụng thẻ đi chợ trên toàn địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tạm dừng hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến sông, vịnh Đà Nẵng. Từ 12 tháng 5, người dân khi đến Hồng Kông từ các khu vực có nguy cơ thấp đã tiêm xong 2 mũi vaccine 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Hồng Kông, chỉ phải cách ly tại khách sạn chỉ định 7 ngày, còn 7 ngày tự giám sát tại nhà. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng, chính quyền vùng đô thị Bangkok của Thái Lan đã quyết định gia hạn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 thêm 1 tuần. Thưa quý vị, thưa các bạn, đánh giá về đợt dịch này thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận định tốc độ lây nhiễm nhanh hơn đợt trước, thời gian tới thì việc đánh giá tình hình dịch kiểm soát khó khăn hơn trước, có thể xuất hiện thêm ổ dịch, thêm nguồn lây. Qua nhìn nhận thực tế thì có thể thấy tốc độ lây lan ở đợt dịch này nhanh và hệ số lây nhiễm từ 1 F0 cao hơn rất nhiều so với trước đây. Thời điểm mới xuất hiện 1 F0 lây 2,2 đến 2,5 người, nhưng trong đợt dịch này thì mỗi F0 lây hàng chục người. Chính vì vậy, việc chủ động phòng dịch tại các địa điểm có nguy cơ cao cần được thực hiện nghiêm chỉnh và chặt chẽ. Chốt kiểm soát dịch này được Đoàn Thanh niên phường phối hợp cùng với Ban quản lý chợ để triển khai thực hiện việc giám sát và hỗ trợ các biện pháp phòng dịch COVID-19 cho người dân khi đến chợ mua bán. Các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã tham gia đứng tại cái chốt chợ và thực hiện những cái biện pháp như là nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trước khi vào chợ và sát khuẩn. Tất cả tiểu thương và người đến chợ bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K. Trong đó, việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chợ được siết chặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và nâng cao ý thức của người dân. Mỗi người dân phải tự ý thức bảo vệ mình và cho gia đình và cho cộng đồng để ngăn ngừa và dập dịch COVID-19 một cách sớm nhất. Không chỉ ngoài cổng chợ, một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được Ban quản lý chợ ở Đà Nẵng triển khai trong các khu vực lô quầy. Riêng khu vực ngành hàng tươi sống, lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương và người dân chấp hành việc giữ khoảng cách và xử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ theo quy định phòng dịch. Phòng chống dịch thì phải đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn, rồi khi buôn bán thì nói chung là phải hơi cách gì, cứ sát khuẩn liên tục đấy. Người ta có để cái sát khuẩn này là mình cứ sát khuẩn liên tục. Công tác đầu tiên của chợ là nhắc nhở tiểu thương và những người tham gia khi vào chợ thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Ban quản lý thường xuyên tổ chức mở loa đài để mà tuyên truyền vận động. Tăng cường phòng dịch tại các chợ truyền thống, Đà Nẵng cũng kích hoạt lại phương án phân chia tần suất đi chợ. Theo đó, mỗi gia đình cứ 3 ngày đi chợ một lần, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ trong vòng 15 ngày. Vâng, qua những gì đã diễn ra thì từ 5K đến nay đã chuyển thành 7K, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, kiểm soát biên giới, khu cách ly an toàn. Thiết nghĩ nên xin thêm 1K nữa, đó là khu công nghiệp an toàn. Các nhà máy, khu công nghiệp an toàn là an toàn cho nền kinh tế. Chính phủ chỉ đạo dứt khoát phải thắng lợi kép, đó là phòng dịch hiệu quả và đảm bảo tăng trưởng. Muốn đảm bảo tăng trưởng thì phải ổn định sản xuất, giữ vững các hoạt động xuất khẩu, đảm bảo việc làm cho công nhân.
Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, công ty trách nhiệm hữu hạn Park Electronic Vina, khu công nghiệp Đồng Văn 4 đã khởi động lại các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt. Công nhân đến làm việc đều phải kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà máy. Để đảm bảo giãn cách trong bữa ăn giữa ca, công nhân được chia thành các nhóm nhỏ, sử dụng bàn ăn có vách ngăn. Công ty chúng tôi luôn yêu cầu tất cả công nhân quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế 100%. Trong quá trình làm việc, luôn luôn đeo khẩu trang và thực hiện đập vách ngăn tại nhà ăn để thực hiện giãn cách đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả nhất ạ. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp không tiếp nhận người lao động đã đi đến từ vùng dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế cũng như của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp là phải có trách nhiệm và có cái cam kết đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp và cơ quan y tế về những cái tự kê khai và cái chịu trách nhiệm trước pháp luật về đối với những cái lao động mà doanh nghiệp đang quản lý. Nhưng mà nếu như trường hợp mà tại các doanh nghiệp mà có xảy ra F0 hay F1 hay F2 thì các doanh nghiệp phải có những cái phương án kịch bản để xử lý. Dịch COVID-19 hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người lao động thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như đảm bảo sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang số tiền gần 2,5 tỷ đồng, đó là thông tin trên các báo. Con số này nói lên điều gì? Điều này cho thấy trên thực tế có quá nhiều người không đeo khẩu trang, có nghĩa là rất nhiều người còn chủ quan, lơ là, không chấp hành quy định phòng dịch của ngành y tế và chính quyền địa phương. Một thực tế nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh tại địa bàn thủ đô hiện nay khi tập trung nhiều ổ dịch lớn nhất cả nước. Có rất nhiều bài học và trong đó thì hành vi của bệnh nhân 3092 ở xã Tô Hiệu trước đó khi đi du lịch Đà Nẵng và ở chung khách sạn với 2 trường hợp dương tính là chuyên gia Trung Quốc có liên quan tới Yên Bái và Vĩnh Phúc. Khi quay lại địa phương đã không khai báo và cách ly y tế khiến Thường Tín trở thành ổ dịch với 10 F0. Đến nay huyện Thường Tín có 10 trường hợp F0 đều đã được chuyển viện điều trị. 326 trường hợp F1 đã cách ly tập trung và được lấy mẫu và đang chờ kết quả, 604 F2. Liên quan đến ổ dịch ở xã Tô Hiệu, huyện đã phong tỏa tạm thời phố Tía, thôn Tử Dương cùng 2 thôn An Duyên và Đông Duyên với khoảng 6.000 nhân khẩu. Đồng thời với đó thì chúng tôi đã kích hoạt cái tổ COVID cộng đồng để có thể hỗ trợ giúp đỡ người dân và thường xuyên tuyên truyền thông qua nhiều hệ thống như loa truyền thanh để phát thường xuyên để phản ánh thông báo tới nhân dân những cái tình hình có thể thay đổi. Ngay sau khi phát hiện những ca bệnh trên địa bàn, lực lượng công an huyện Thường Tín và các lực lượng chức năng đã thành lập 14 chốt kiểm soát việc phong tỏa và những điểm có ca bệnh F0. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội nhận định, ở ổ dịch này sẽ có thể tiếp tục có ca mắc COVID-19 mới. Do đó, lực lượng y tế cùng tổ COVID-19 cộng đồng và đặc biệt là lực lượng công an tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2, đảm bảo truy vết nhanh chóng, triệt để. Ba thôn tại địa bàn xã Tô Hiệu thì cũng đã thiết lập 14 chốt để khoanh vùng cách ly vùng dịch, không cho người dân ra vào khu vực cách ly. Với mỗi chốt thì cũng có bố trí 2 đồng chí công an, lực lượng quân sự của huyện, của xã và lực lượng y tế để đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Y tế nhanh chóng xét nghiệm sàng lọc, có kết quả trong ngày mai để làm căn cứ giảm bớt vòng phong tỏa, để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chính quyền địa phương cần thông báo đầy đủ về tình hình dịch bệnh để người dân hiểu, chia sẻ, phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ở địa phương trước mắt là phong tỏa 2 thôn với khoảng 6.000 dân. Sau đó thì điều tra dịch tễ và đánh giá tình hình và từ đó để có cái phong tỏa hẹp hơn để không ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Nhưng tại thời điểm hiện nay tôi yêu cầu địa phương làm rất chặt chẽ cái việc cách ly giữa nhà với nhà, phong tỏa chặt chẽ nội bất xuất ngoại bất nhập để đảm bảo việc cách ly được an toàn nhất. Cũng trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành phun hơn 15.000 lít dung dịch tiêu độc khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn. Đến ngày hôm nay thì đã có hơn 700.000 người được tiêm ngừa vaccine COVID-19 tại nước ta. Và tối ngày hôm qua thì Bộ Y tế đã có thông tin chính thức về trường hợp nữ nhân viên y tế tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Nguyên nhân là do sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng nonsteroid. Xin được chia buồn với gia đình của một trong những người lính tuyến đầu chống dịch. Nguy cơ này cả chị và những đồng nghiệp đều biết trước, thậm chí hiểu rất rõ và họ vẫn tiêm vaccine như một cách thức bảo vệ mình trước COVID-19 vì bệnh nhân, vì đồng bào, vì người khác.
Cũng phải nói những thông tin chính thức được công bố rất nhanh chóng từ Bộ Y tế chính là một biểu hiện của sự minh bạch, công khai. Đó chính là liều thuốc kịp thời và hữu ích xua tan những tin đồn tam sao thất bản xuất hiện khắp nơi, cũng cho chúng ta biết rằng đây là một trong những trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Vì thế, một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca không phải là lý do để chúng ta từ chối vũ khí duy nhất chống lại COVID-19. Vâng, bản tin COVID-19 ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Vâng, dù hashtag #BaSunny có tràn ngập trên mạng xã hội ngày hôm nay thì cũng đừng quên COVID-19 vẫn đang còn rất căng thẳng. Và ngày cuối tuần này hãy chủ động phòng chống dịch an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin được chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay ngày 8 tháng 5 tại Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham gia hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1, gồm có thành phố Vị Thanh và các huyện Vị Thủy, Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định sự gắn bó mật thiết thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề về lập hiến, lập pháp, quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tiếp nhận phối hợp giải quyết những đề xuất kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân. Có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình nhân dân nhiều hơn. Đợt vận động các cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hậu Giang sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 5. Còn tại huyện Yên Thủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hòa Bình. Tham dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại hội nghị tiếp xúc, các ứng viên nêu rõ quyết tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử, luôn bám sát với thực tiễn tại địa phương, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, duy trì mối quan hệ tiếp nhận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri nhân dân và kịp thời kiến nghị phản ánh tới Quốc hội, các cơ quan có liên quan. Đồng thời nêu rõ thực hiện tốt việc giám sát, thực thi pháp luật, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Tham gia, đóng góp tích cực cùng với các đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng các chính sách pháp luật, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các xã, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong ngày hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp cung cấp thông tin về kết quả điều tra xử lý tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến quốc lộ 22 vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống đua xe trái phép trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Trước đó vào sáng 3 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay lại cảnh hàng trăm quái xế chặn quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để đua xe, gây bức xúc trong dư luận. Qua công tác phối hợp điều tra, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được một người. Tính đến hôm nay, Công an đã tạm giữ 15 người để điều tra vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhưng vì việc này thì có một nhóm đối tượng đua, để thành lập cái nhóm nickname để mình đua thử xe, đậu xe. Thì qua hẹn nhau đậu xe thì các nhóm khác biết, thì lên coi, cổ vũ, thậm chí là các đối tượng nhà bè, Cần Giờ, Quận Bảy cũng lên. Vấn nạn tụ tập đua xe trái phép diễn ra thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh đang là nỗi ám ảnh của người dân. Để ngăn chặn triệt để thực trạng này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả nguồn tin của quần chúng nhân dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ đầu. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh xử lý kiên quyết các cái lò, các cái tiệm sửa xe có dấu hiệu độ xe cho các đối tượng, làm điều kiện về phương tiện để các đối tượng tham gia tụ tập đua xe trái phép. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân về thủ đoạn các đối tượng gọi điện thoại đến người dân, giả danh là cảnh sát giao thông để thông báo về việc lỗi vi phạm phạt nguội nhằm lừa đảo. Qua đó kêu gọi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp số chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai và bất kỳ hình thức nào để tránh bị thiệt hại. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào chiều ngày hôm nay ngày 8 tháng 5 tại một phim trường ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. May mắn là vụ hỏa hoạn đã không gây thương vong về người.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15, khói lửa bất ngờ bốc lên tại phim trường Sao Việt Nam đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người bên trong phim trường hốt hoảng tháo chạy ra ngoài cầu cứu. Người dân nhanh chóng huy động bình chữa cháy mini và nước tiếp cận hiện trường dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận 12 đã huy động xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa không cho cháy lan sang các công ty liền kề. Được biết, thời điểm trên, có một số công nhân đang tiến hành sửa chữa bên trong phim trường và xảy ra hỏa hoạn. Sau gần một giờ, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn sự cố không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Singapore ngày hôm qua đã thông báo ngừng cấp mới thẻ làm việc cho những người đến từ các quốc gia và khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao hơn. Quyết định trên được đưa ra nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Bộ Nhân lực Singapore cho biết, trong giai đoạn cảnh báo cao này, chỉ những lao động cần thiết cho các dự án chiến lược then chốt và cơ sở hạ tầng mới được cấp thẻ làm việc. Chỉ những người có thẻ làm việc trong lĩnh vực xây dựng, đóng tàu biển và chế biến, cũng như lao động giúp việc gia đình được chấp thuận trước đó mới được phép nhập cảnh. Tuy nhiên, những người từ những nơi có nguy cơ thấp hoặc theo thỏa thuận đi lại định kỳ, làn xanh đối ứng hoặc các làn đường đi lại đã được phê duyệt khác, đã được cấp thẻ làm việc hoặc đang nộp hồ sơ xin cấp thẻ sẽ không bị ảnh hưởng. Theo đánh giá của Singapore, tất cả các nước và khu vực đều được coi là có nguy cơ cao hơn, trừ Australia, Brunei, New Zealand, Trung Quốc, bao gồm cả Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Trước đó, chính phủ Singapore đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó với số ca nhiễm trong cộng đồng đang tăng lên tại quốc gia này. Những thay đổi này càng làm khó khăn thêm cho một số lĩnh vực, vốn đã thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng của Singapore, do nước này đã siết chặt hạn chế đi lại đối với một số quốc gia. Nhiều công trình, dự án đã bị trì hoãn nhiều tháng, thậm chí có thể cả năm. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng đều đồng tình ủng hộ những quy định mới này của chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, giảm bớt rủi ro từ các ca bệnh nhập cảnh từ nước ngoài và đặc biệt là để tránh bị phong tỏa lần hai. Nguyễn Thúy, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Singapore.